Cô bé này có chị đang thi môn toán kỳ thi trung học phổ thông quốc gia tại điểm thi trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 25 tháng 6 năm 2019. Trong khi chờ chị mình thi 1 tiếng rưỡi đồng hồ, em đã được các bạn sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi, trông chừng giúp và chơi đùa cùng em. Thưa quý vị, trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, bên cạnh sự đồng hành của các bậc phụ huynh, quý thầy cô, thì các bạn thí sinh còn nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình đến từ các sinh viên tình nguyện của chương trình tiếp sức mùa thi. Mỗi năm cứ đến mùa thi, màu áo xanh của các sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi lại xuất hiện ở mọi nơi. Ở đâu có thí sinh, ở đó có sinh viên tình nguyện. Bên cạnh việc phát bánh nước miễn phí cho thí sinh, hỗ trợ tư vấn cho thí sinh phụ huynh về các thông tin của kỳ thi, hướng dẫn phòng thi, các sinh viên tình nguyện còn sáng tạo, thiết kế thêm nhiều pano nhằm cổ vũ tinh thần các thí sinh trước giờ thi. Năm ngoái khi mà mình thi trung học phổ thông quốc gia, mình đã được các anh chị hướng dẫn một cách rất là nhiệt tình. Các anh chị đưa từng chai nước cho mình. Khi mà mình quên bút ở nhà, các anh chị cũng đưa bút cho mình. Thì mình cảm thấy cái hoạt động này nó rất là ý nghĩa. Và mình nghĩ là khi mà mình lên đại học thì mình cũng sẽ tham gia một cái hoạt động như thế, là tiếp sức mùa thi. Mình nghĩ là mình cần cuộc sống mà. Mình nhận lại thì mình cho đi. Rồi mình nhận lại, nó là một cái dòng tuần hoàn cuộc sống, là cho đi và nhận lại. Thì mình nghĩ là mình cũng nên cho đi một chút gì đó cho cuộc thi trung học phổ thông quốc gia năm nay. Trong cái hoạt động này thì mình sẽ vẽ banner cổ vũ cho các em và hỗ trợ phụ huynh, hỗ trợ thí sinh khi mà tham gia vào kỳ thi, ví dụ như là phát nước cho thí sinh hoặc phụ huynh khi mà phụ huynh đứng đợi học sinh hoặc là thí sinh vào tham gia kỳ thi, hoặc là cổ vũ các em, cổ vũ tinh thần các em tham gia. Trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, các tình nguyện viên sẽ phân bố lực lượng tại 111 địa điểm thi trung học phổ thông quốc gia và điểm thi các môn năng khiếu. Chương trình được tổ chức hàng năm bởi Hội Sinh viên thành phố, Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố, Báo Thanh niên và Tập đoàn Thiên Long. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.